Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mấy anh em mình sẽ chế biến một món là vịt quay Bắc Kinh các bạn. Đây, vịt thì mình cũng đã làm xong hết rồi, gia vị thì cũng đã chuẩn bị hết rồi. Và bây giờ mấy anh em mình sẽ khò lửa lên để chuẩn bị quay nó. Chào các bạn cái này. Em xem thấy hay nhớ cho like đăng ký nữa. Anh em mình có động lực làm nha anh em. Đây là anh của mình các bạn. Và đây là thằng em của mình. Chào mọi người cái này. Chào các bạn. Em mình đã đang vót cây để chuẩn bị cắm vào quay vịt các bạn. Vịt này là nhà mình nuôi các bạn nhé. Vừa mới bắt làm luôn đấy. Hơi ốm xíu nhưng mà không sao, vịt nhà nuôi thì tất nhiên chất lượng cũng ăn là phải ngon, vịt mua đúng không các bạn? Làm ăn hơi bé vịt nha. Rồi úp đi. Bây giờ thằng em mình nó sẽ úp gia vị vào con vịt nhé các bạn. Bạn thấy không, nhìn con vịt thì nhìn đã nhỏ vậy thôi nhưng mà thịt lắm luôn. Gia vị còn gì để nói, gia vị vịt này thì rất là đơn giản đó các bạn, chỉ có ớt này, tỏi này, hành củ này đấy, rồi các bạn bỏ vào, các bạn chung và các bạn giã cho nát ra thôi. Còn cây thì các bạn bỏ ớt nhiều, các bạn thích ăn hành nhiều thì bỏ hành củ nhiều thôi. Gia vị này cũng rất đơn giản, rất dễ làm nha các bạn. Nóng luôn các bạn. Có mùi thơm được các bạn. Ôi, thơm lắm các bạn. Nghe mùi thơm tới bụng rồi.
này lấy bứt lá chuối nó quét lên nhưng không có lấy ấy các bạn. Thấy không? Các bạn thấy không? Wow, nóng quá. Bắt đầu chín tối rồi các bạn. Rất là thơm luôn ấy. Cái món vịt quay này là lần đầu tiên mấy anh em mình làm nha các bạn. Tại vì xem thấy trên mạng TV xem nhiều rồi nhưng mà mấy anh em mình không có biết cách làm, anh em mình tự anh em mình chế biến thôi, cho nên là nhiều lúc nó cũng không có hay lắm, nó không có chuyên nghiệp như là xem trên TV, thì các bạn xem thông cảm nha. Do mấy anh em mình tự dân giả, mấy anh em mình tự chế biến thôi. Ok, sắp ăn được rồi các bạn ơi, sắp chín được các bạn, mùi thơm phương phức luôn này, mấy nhà xung quanh nghe mùi thèm các bạn. Ôi đổ chảy mỡ này các bạn thấy không, đẩy chảy mỡ xuống như thang này. Thơm phân phức luôn các bạn. Chào các bạn, sau tầm hơn 30 phút thì anh em mình cũng đã quay xong con vịt các bạn. Đây, bây giờ thằng em mình nó sẽ tháo ra, nó sẽ xé ra, chuẩn bị chiến các bạn. Muốn rượu trắng một xô rượu trắng rồi bà, rượu trắng ngâm một xô rồi, rượu bầu đế. Đây, một xô rượu anh em. Rượu ngâm đá luôn. Đây các bạn. Đây, anh em mình sẽ uống rượu bầu đá. Đấy. Bọn lấy chứ. Ok. Hai đấy bằng hai. Rồi, đây không dùng nữa, bỏ qua một bên. Bây giờ ăn ở đây luôn đi. Rồi, xí đi. Thôi thôi. Mời tất cả anh em dùng cùng mình nha. Đây xong rồi các bạn, bây giờ mấy anh em mình cắt ra và anh em mình chiến này. Xin phép mấy anh em mình ăn nha các bạn. Chưa rồi cũng đố rồi các bạn. Đây, da này. Đó, thằng em mình ăn nè. Ngon không? Ngon lắm bạn. Mình còn hai. Chắc cho một miếng rồi. Ôi, xin các bạn ta. Ôi quá đẻ theo như nào mặn ngọt cái nào nói cho các bạn biết rồi. Thơm mùi tôm mùi gì thật, thơm mùi dịch dịch chân lý tôm mùi ghê các bạn. Đây các bạn, thằng em mình nó vừa cắt cho mình một miếng này. Đây